Karik, từ underground tới rapper hàng đầu V-pop. Nam ca sĩ hát rap cực hay Karik là rapper tuổi trẻ có giọng hát đặc biệt không lẫn vào đâu được. Đến với khán giả chỉ trong một thời gian ngắn nhưng anh chàng đã mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm đặc sắc. Trong số đó có nhiều những ca khúc do chính anh sáng tác. Anh được biết đến với tư cách là rapper người Việt đầu tiên giành giải thưởng MTV Việt Nam vào năm 2011. Xuất phát điểm là một dancer, nhưng khi tham gia con đường ca hát cũng như anh sáng tác, Karik đã mang đến những ánh hào quang tươi sáng cho cuộc đời mình. Karik tên thật là Phạm Hoàng Khoa, sinh năm 1989, chuyên hát nhạc rap, quê tại Bình Lục, Hà Nam, sở hữu chất giọng truyền cảm, ấm áp, dễ đi vào lòng người từ những sáng tác đình đám khắc họa hình ảnh cuộc sống, tình bạn, tình yêu. Với rap, Karik có thể nói lên bất cứ điều gì mình suy nghĩ và bộc lộ được tính cách bản thân một cách rõ ràng nhất. Qua đó cũng có thể nói lên suy nghĩ của những người đồng tư tưởng. Tham gia vào nhóm nhảy Freestyle năm 2006 và chính thức nghỉ vào năm cuối năm 2008 vì bị chấn thương tay phải. Sau vài tháng phục hồi nhưng vẫn không được hoàn thiện nên Karik đã phải nghỉ hẳn và chuyển sang con đường rap để giải tỏa cảm xúc. Ban đầu, Karik tiếp xúc với rap khó khăn vì không có ai hướng dẫn hay chỉ dạy nên mọi thứ phải tự mình mày mò từ flow, lyric và beat cho đến cách tự thu âm và dần dần được cộng đồng underground công nhận sau cuối năm 2009. Những bản nhạc của Karik mang hơi hướng về cuộc sống với những tâm trạng, ca từ chân thật, mạnh mẽ, đôi khi là thăng trầm sâu lắng, được rất nhiều bạn trẻ tiếp cận. Gia đình. Trong gia đình Karik có hai anh em và Karik là con út. Khi đến với nhạc rap, Karik bị gia đình phản đối, không được ủng hộ vì anh trai mình là người thành công. Nhưng sau khi Karik là một trong hai nghệ sĩ thắng giải MTV Việt Nam năm 2011 cùng ca sĩ Mỹ Tâm, gia đình đã dần chấp nhận phần nào nhưng vẫn muốn anh phải từ bỏ vì vẫn nghĩ rap là một bộ môn không mấy phổ biến ở Việt Nam và mất thời gian. Bản thân Karik từng là một người khá ít nói và sống nội tâm nên vào những ngày đầu đến với rap, các tác phẩm thường mang hơi hướng tâm trạng hay nói về cuộc sống là nhiều. Dần dần anh cởi mở hơn, tự tin hơn khi được nhiều người biết đến, đón nhận và yêu thích. Ngoài ra, có thể nói con đường tình duyên của rapper này khá lận đận khi anh nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của cư dân mạng. Tuy nhiên, trải qua hai mối tình đình đám, kết cục cuối cùng vẫn là chia tay và hiện tại anh vẫn còn độc thân. Con đường nghệ thuật. Càng dành nhiều thời gian tìm hiểu và làm việc với rap, Karik càng đam mê. Rap đã mang anh đi khắp nơi để biểu diễn cho cộng đồng yêu thích từ Bắc vào Nam. Qua đó, anh cũng mang được những suy nghĩ nội tâm mình truyền đạt đến cho những người đồng cảm như anh. Cho đến giờ phút này, có thể nói Karik là một trong những rapper đầu tiên thành công, cũng như đã thay đổi thành kiến về nhạc rap tại Việt Nam. Năm 2011, anh vinh dự là nghệ sĩ nhạc rap đầu tiên đoạt giải MTV Việt Nam. Ngoài là một rapper đình đám, Karik còn trở thành gương mặt thương hiệu của nhiều nhãn hàng tại Việt Nam như Jomos, Vinagame, Henken, FIFA Online. Năm 2020, Karik được mời làm huấn luyện viên cho chương trình Rap Việt. Tại đây, đội của anh được đánh giá là sở hữu nhiều rapper mạnh và tiềm năng. Trong quá trình huấn luyện, Karik đã bộc lộ được tài năng của mình trên cương vị là huấn luyện viên. Anh tôn trọng ý kiến và sự sáng tạo của các thành viên cũng như chấn chỉnh và cho họ những lời khuyên bổ ích. Có thể kể đến một vài hit rất nổi của anh như Anh Không Đòi Quà, Người Lạ Ơi, Khu Tao Sống. Đến nay, Karik đã là một tên tuổi lớn có tiếng trong giới underground và cả giới showbiz Việt. Những tác phẩm của anh luôn luôn để lại dấu ấn lớn trong lòng khán giả yêu âm nhạc. Xin chúc anh ngày càng phát triển trên con đường đưa nhạc rap tiếp cận nhiều hơn với các bạn trẻ, cũng như giành được sự đón nhận nhiều hơn nữa từ khán giả trong và ngoài nước. Nếu thấy hữu ích, xin các bạn hãy subscribe để cập nhật thêm nhiều thông tin trong các video tới, share cho nhiều người được biết hoặc để lại comment ý kiến của các bạn ở bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Xin chào các bạn đã đến với trang ngõ thông tin âm nhạc và nghệ sĩ Radio Âm Nhạc, nơi cập nhật các thông tin về tình hình âm nhạc, nghệ sĩ đương đại trong nước và quốc tế. Mong rằng sẽ là cầu nối giữa các bạn yêu thích âm nhạc. Xin hãy like và subscribe để ủng hộ cho chúng mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của chúng tôi.